Sao chỉ có một mẩu bánh mì bé xíu thế này ạ? Mau ăn đi. Reto, em ăn nốt cả phần của anh nữa này. Thôi, anh ăn đi, em không có đói. Suốt ngày chỉ biết ăn, chẳng được cái tích sự gì cả. Sao không biến đi cho khuất mắt? Ăn nhanh mà còn vào giường ngủ đi. Dạ, thưa mẹ. Tôi về rồi đây, bọn trẻ đâu rồi? Ngủ rồi, mà nhà sắp hết cái để ăn rồi đấy. Đợt này mưa nhiều quá, thương nhân không vào rừng mua gỗ nên tôi chẳng bán được. Thế thì lấy đâu ra tiền mà mua thức ăn? Chủ yếu là nuôi hai đứa con của ông thôi đó. Khổ thân tụi nó, tôi cũng không biết làm thế nào nữa. Hay là ngày mai ông xuống thị trấn bán củi đi. Ừ nhỉ. Ừ, nhưng vào thị trấn phải mất mấy ngày. Bọn trẻ thì sao? Ừ, còn có tôi ở nhà cơ mà. Ông lo gì chứ? Ừ, vậy tôi nhờ mình chăm sóc giùm lũ trẻ. Dậy, dậy mau. Hôm nay mẹ muốn vào rừng hái ít hoa quả và nấm. Hai con có muốn đi cùng với mẹ không? Quá, tuyệt quá. Vào rừng ư? Cha có đi không ạ? Cha của con còn phải đi bán củi lấy tiền mà. Nếu con không đi cùng ta thì ở nhà chẳng có gì mà ăn đâu. Đi đi anh Hansel, em đói lắm. Vậy thì đi. Nhưng mẹ chờ con một lát ạ. Con sẽ trở lại ngay. Được thôi. Hansel đã lường trước được âm mưu của người mẹ kế, nên cậu đã lẻn ra ngoài, nhặt hai túi đầy những viên sỏi. Trên đường đi vào rừng, cậu đã rải những viên sỏi xuống đường để đánh dấu đường đi. Được rồi, hai đứa ngồi ở đây đi. Mẹ sẽ đi kiếm quả rừng cho các con ăn. Dạ. Hả? Trời đã tối rồi sao? Anh ơi, sao mẹ vẫn chưa quay lại đón chúng ta vậy? Mẹ đã quên mất chúng ta rồi. Nhưng em đừng lo. Chờ một lát nữa, khi vầng trăng lên, chúng mình sẽ tìm được lối về nhà. Quả nhiên, khi trăng lên, ánh sáng của nó chiếu rọi khắp khu rừng, khiến những viên sỏi trở nên lấp lánh. Hai anh em cứ thế đi lần theo những vết sỏi và trở về nhà. Mẹ ơi, chúng con về rồi. Mẹ đi hái quả rừng xong rồi quên mất chỗ của các con. May mà các con đã về tới nhà. Mau, mau vào nhà đi. Nếu vậy, ngày mai mình sẽ dẫn chúng nó vào sâu hơn trong rừng nữa. Ngày hôm sau, người mẹ kế lại tiếp tục dẫn hai đứa trẻ vào rừng. Tuy biết trước được âm mưu của bà mẹ, nhưng vì đêm hôm trước, mẹ kế đã khóa chặt cửa, nên Hansel không thể ra ngoài lấy sỏi. Cậu đành phải bẻ mẩu bánh mì rải xuống đường làm dấu. Thế nhưng, khi người mẹ kế rời khỏi, hai anh em định lần theo dấu những mẩu bánh mì đi về nhà, thì những mẩu bánh mì đã bị chim rừng ăn hết. Hai anh em không tìm được đường về, chỉ còn biết ôm nhau khóc. Cái gì? Hai đứa bị lạc trong rừng sao? Tôi đã dặn chúng nó ngồi chờ để tôi kiếm quả. Vậy mà loáng cái, quay lại đã không thấy chúng đâu hết. Tôi đi tìm suốt 3 ngày đây, nhưng mà vẫn không thấy. Có lẽ nào chúng đã bị thú rừng ăn thịt rồi phải không? Ôi trời ơi, các con của tôi. Tuyệt quá, em xem này, ngôi nhà làm bằng bánh ngọt mới thơm ngon, hấp dẫn làm sao. Chúng mình hãy đi ăn đi. Quá, tuyệt quá à. Ai đây? Ôi, các cháu yêu quý đáng thương của ta, có phải bị lạc không? Mau, mau vào đây với ta nào. Ăn đi các cháu. Chúng cháu cảm ơn bà. Tụi bay trúng kế rồi. Thả tôi ra. Thả tôi ra.
Mi cứ ở yên trong đấy chờ chết đi. Trời ơi, thì ra bà là một vũ phù thủy. Em tôi đâu, mau thả tôi ra. Người yên tâm, ta chỉ thích ăn thịt bé trai thôi. Con bé đó ta sẽ giữ lại làm người hầu. Còn Mi, ta sẽ phổ béo thêm vài ngày nữa mới ăn. Mau đi nhóm lửa đốt lò để nướng bánh đi. Dạ. Lửa đã cháy đủ chưa? Dạ thưa bà, cháu không biết ạ. Không biết thì mau mở cửa lò, chui vào bên trong nhìn thử xem. Nhưng cửa lò bé thế kia, làm sao cháu chui vào được ạ? Mày đừng có lười biếng. Cửa lò này đến ta còn vào được, chứ đừng nói là mày. Bà cũng vào được sao? Cháu không tin đâu. Cửa bé lắm, chắc chắn là không vừa rồi. Đúng là cứng đầu mà. Để ta vào thử cho mà xem. Vâng. Thả ta ra, thả ta ra. Giỏi lắm, em gái của anh. Chúng ta mau chạy đi anh. Chúng ta cũng phải lấy một ít đồ ăn mang theo nữa. Anh ơi, ra đây mà xem này. Tuyệt quá, chúng ta có thể mang những đồ này về cho cha, và chúng ta sẽ không phải sống cực khổ nữa. Còn cái này, nó là gì hả anh? Ôi, đây chính là tấm bản đồ. Chúng ta sẽ tìm được đường về nhà. Cha, chúng con đã trở về rồi. Ôi, các con của ta. Ta có nằm mơ không? Cha làm sao thế này? Mẹ kế đâu ạ? Từ ngày các con mất tích, cha đổ bệnh ốm liệt giường. Bà ta cũng chán quá nên đã bỏ đi lâu rồi. Bà ta đúng là độc ác, nhẫn tâm bỏ rơi chúng con trong rừng, giờ lại còn bỏ cha mà đi nữa. Nhưng không sao đâu cha ơi, chúng con đã mang về rất nhiều châu báu. Con sẽ tìm đại phu chữa bệnh cho cha. Vậy là từ đó về sau, hai anh em Hansel và Gretel sống hạnh phúc bên người cha. Với số châu báu có được ở nhà mụ phù thủy, Hansel và Gretel giúp đỡ được rất nhiều người dân nghèo khổ trong vùng. Hoa đào năm ngoái. Dạ, tại hạ xin chào tiểu thư. Nhân dự hội đạp thanh, vì mỹ cảnh đưa lối, tại hạ đã lỡ bước đến đây. Mạo muội xin tiểu thư bát nước để vơi đi cơn khát ạ. Vâng ạ, công tử chờ ta một lát nha. Ta vào trong sẽ ra ngay. Chào ôi, sao giữa chốn này lại có một nàng tiên nữ giáng trần thế kia? Giọng nói của nàng dịu dàng, dáng người thanh thoát, gương mặt toát lên vẻ thánh thiện. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ta có dịp gặp một cô nương xinh đẹp rạng ngời thế kia. Nàng đẹp tựa tiên nữ hay tiên nữ đẹp tựa nàng? Phải chăng là ta đang mơ? Không, không. Bởi vì ta cảm nhận được rất rõ rệt nhịp đập của trái tim ta đang loạn nhịp lên vì nàng. Công tử, công tử, công tử ơi, ta mời công tử dùng nước. Xin lỗi tiểu thư, ta không cố ý đâu. Sau hôm đó, Thôi Hộ và tiểu thư họ Đào thường xuyên trao gửi thư từ cho nhau. Tình cảm càng ngày càng sâu đậm. Kỳ thi tuyển quan trọng đang đến gần rồi, ta hy vọng vào con rất nhiều. Con hãy tập trung cao độ vào điều đó đi, đừng chểnh mảng lơ là vì những điều không đáng. Dạ vâng, thưa phụ thân. Em nghĩ ta có nên viết một lá thư bày tỏ sự mong muốn của ta với chàng hay không? Dạ, mong muốn đó là gì thế tiểu thư? Ta muốn công khai cho tất cả mọi người là ta và chàng đang yêu nhau. Dạ tiểu thư, em thấy việc này rất hay ạ. Tiểu thư sẽ biết được rằng công tử ấy có thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này hay không.
em nói đúng. Nếu như chàng yêu ta thật lòng, chắc chắn chàng sẽ đồng ý và đến nhà nói chuyện với phụ thân của ta. Thưa lão gia, đây là lá thư vừa được gửi đến cho công tử. Nô tài vội đem đến ngay cho lão gia. Ta ước gì nàng ở đây lúc này. Con không nghe lời ta dặn à? Con muốn cả dòng họ không thể ngẩng mặt lên nhìn người khác sao? Kỳ khoa cử đang đến gần, tại sao con không tập trung vào việc ôn luyện mà suốt ngày ôm ảnh mỹ nhân? Con muốn ta tức chết hay sao? Con có biết ta kỳ vọng vào con như thế nào không? Đặc biệt là chuyện yêu đương trong giai đoạn này, nó sẽ chẳng giúp ích gì cho con đâu. Từ ngày mai, mọi sự về con đều do ta quyết định. Con hãy làm tốt việc của mình đi. Bùi Hộ ơi, bây giờ chàng đang làm gì thế? Chàng có nhớ đến ta hay không? Còn ta thì không giây phút nào nguôi nhớ đến chàng. Sao lại không có lá thư nào của Thôi Hộ? Người có nhận sót thư hay không? Dạ, nô tỳ đã nhận đủ thư rồi ạ. Tại sao chàng không hồi âm cho ta? Hay là chàng không yêu ta nữa? Không muốn tính chuyện lâu dài với ta? Chàng đã quên ta và đang vui vẻ bên người khác rồi à? Kỳ thi kết thúc, Thôi Hộ không còn chịu sự quản lý nghiêm ngặt của phụ thân. Chàng đã tìm đến chốn xưa để gặp tiểu thư họ Đào. Nhưng nào ngờ đến nơi, chàng chỉ nhìn thấy cảnh một đám người đến hỏi hôn. Chàng cố tìm hình bóng nàng thiếu nữ năm nào, nhưng không tài nào thấy được nàng. Nàng chuẩn bị đi lấy chồng. Nàng đã quên tình cảm năm xưa của đôi ta. Nếu thế thì ta cũng nên chúc phúc cho nàng. Năm ngoái ngày này vẫn cửa trong, hoa đào mặt ngọc gợn ánh hồng. Mặt người nay biết đi đâu vắng, chỉ thấy hoa đào cợt gió đông. Thưa lão gia, ngày mới về. Hôm nay con đã nhờ bà mối cùng thân phụ con đến đây để xin ý lão gia và tiểu thư đây. Xin lỗi công tử, ta không biết phải nói với công tử bao nhiêu lần nữa. Ta không muốn kết duyên cùng công tử đâu, mong ngài hiểu cho. Ê, này 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 này, lão gia, xin ngài hãy khuyên tiểu thư đi. Đây là một đám rất môn đăng hộ đối. Nếu như lão gia còn từ chối thì sau này biết tìm đâu ra đám tốt cho tiểu thư như vậy nữa. Ta cũng biết thế, nhưng bà thấy thái độ của tiểu thư nhà ta rồi đấy. Năm ngoái ngày này vẫn cửa trong, hoa đào mặt ngọc gợn ánh hồng. Mặt người nay biết đi đâu vắng, chỉ thấy hoa đào cợt gió đông. Là chàng, đúng là chàng Thôi Hộ của thiếp. Tại sao bây giờ chàng mới đến tìm ta? Kể từ hôm đó, nàng thiếu nữ họ Đào ngày ngày tựa mình bên khung cửa sổ, mắt nhìn xa xăm buồn rười rượi, mong đợi và hy vọng người khách hào hoa phong nhã xinh nước năm xưa quay trở về. Con gái yêu quý của ta, con làm sao thế này? Con gái của tôi chẳng biết cớ làm sao, từ hôm đi tiết Thanh Minh về đến nay, còn tôi chẳng thiết tha ăn uống, tình hình sức khỏe ngày một giảm sút. Tôi đã mời rất nhiều đại phu, nhưng không ai có thể chẩn đoán được bệnh tình của con gái tôi. Trên đời này, có nhiều căn bệnh không phải có tiền là có thể chữa khỏi. Tâm bệnh là một trong số đó. Tâm bệnh ư? Thưa phụ thân, con xin tội bất hiếu. Phụ thân đã cực nhọc nuôi con khôn lớn, con chưa đáp đền công ơn đó, mà nay con lại phải sắp đi xa rồi. Con đừng nói như thế. Cha sẽ cố gắng hết sức lực của mình, miễn là tình trạng của con trở nên tốt hơn. Bây giờ con hãy thổ lộ cho cha biết nỗi lòng của con. Ừ.
một lần nọ, con dùng hết sự can đảm cũng như tình cảm của mình viết cho chàng một lá thư. Và cũng kể từ hôm ấy, con không còn nhận được bức thư nào từ chàng nữa. Con cứ tưởng rằng chàng không yêu thương con, nên con đành ngậm ngùi chôn giấu mối tình năm xưa vào tận đáy lòng. Nhưng ngờ đâu hôm đi tiếp Thanh Minh về, con lại nhìn thấy bốn câu thơ chàng thảo trên cửa cổng. Ngày này sang ngày khác, con tự mình bên khung cửa chờ đợi và hy vọng chàng đến tìm con một lần nữa. Nhưng cho đến hôm nay, những tia hy vọng trong con lụi tàn dần. Không, chàng yêu con thật lòng nên chàng mới quay lại, phải không cha? Con ơi, con tỉnh lại đi. Thiên hạ có cả vạn người tên Thôi Hổ, ông không có hình, cũng chẳng có thêm thông tin gì ngoài mấy câu thơ trên tờ giấy đã nhầu nhĩ, thì làm sao có thể tìm người đó được? Ta thật sự rất yêu nàng, ta muốn cùng nàng sống trọn kiếp bên nhau. Ông lão, ông làm sao thế này? Ông có chuyện gì hãy nói cho tôi biết, nếu giúp được tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ ông. Đây, bốn câu thơ mà cậu ta đã để trước cổng nhà tôi. Hiện tại con gái tôi đang rất yếu, không biết phải tìm cậu ta ở nơi đâu. Đã 3 ngày trôi qua, nhưng mà tôi vẫn không có chút ít thông tin nào về cậu ấy cả. Tôi chỉ e rằng... Thưa lão gia, cháu chính là Thôi Hộ, người đã thảo 4 câu thơ này. Khi cháu đến nơi, thấy gia đình chuẩn bị có hỷ sự, nên cháu không dám mạo muội hỏi thăm tiểu thư. Thật là trớ trêu, con gái ta đã từ chối tất cả lời hỏi hôn chỉ để chờ cậu về. Là ta đã trách lầm nàng, nàng đã không hề phụ bạc ta mà vẫn ngày đêm chờ đợi ta. Ta đã đặt tình cảm vào nhầm người. Nếu người ấy mà có trở lại, ta nhờ em hãy trao cho người ấy đóa hoa đào đen này, coi như duyên giữa ta và Thôi Hộ đã hết. Tiểu thư sao vậy? Tiểu thư à, tiểu thư tỉnh lại đi. Tại sao ông trời lại sắp đặt chúng ta vào hoàn cảnh trớ trêu thế này chứ? Nàng đã sống dậy rồi sao? Ta đang tỉnh hay đang mơ đây? Thôi Hổ, chàng là chàng thật sao? Cớ làm sao trong từng ấy thời gian chàng không hồi âm thư cho ta? Do phụ thân của ta quá lo lắng về việc ta sẽ chểnh mảng lơ là trong chuyện thi cử, nên đã chặn hết tất cả thư từ nàng gửi cho ta. Vậy mà ta đã hiểu nhầm nàng. Nhưng tại sao nàng lại có thể hồi sinh? Ta cứ tưởng mãi mãi không thể gặp lại nàng rồi. Tôi muốn bỏ ngày lễ tổ yến. Sao thế? Ngày này vốn ít mà lại lời nhiều thế kia mà. Ông bị làm sao vậy? Đôi khi tôi phải vứt trứng chim yến hay chim non xuống biển để lấy tổ. Yến mẹ lao đầu vào vách đá dựng đứng, đa số chim yến trống sau đó bay lượn điên cuồng rồi lao thẳng vào đúng chỗ vợ chết. Thật quá thương xót cho loài chim hiền hòa xinh đẹp và thủy chung kia. Ta hiểu nỗi khổ của các ngươi. Bây giờ ta sẽ đưa cho các ngươi một số ngân lượng, đủ để cả hai tìm kiếm một nghề nào đó phù hợp hơn, tiện cả đôi đường. Chào tiểu thư. Hôm nay chúng tôi đến đây để đền ơn cho tiểu thư đã cứu chúng tôi. Tiểu thư hãy giữ gìn cẩn thận đóa hoa đào màu đen này. Về sau, vật này chắc chắn sẽ có ích với tiểu thư đó. Những giọt nước mắt của người yêu thương thiếp thật lòng đã có thể làm hồi sinh đóa hoa đào đen. Và đó cũng chính là phép màu giúp thiếp có thể trở về với dương gian này. Từ đó, Thôi Hộ và nàng tiểu thư họ Đào sống hạnh phúc bên nhau trọn đời sau khi trải qua nhiều sóng gió. Câu chuyện tình cảm động này và sau này trong dân gian còn lưu truyền mãi điển tích Hoa Đào năm ngoái, có
còn cười gió đông là vì thế. Nàng công chúa Ốc Sơn. Ngày xưa, ở vương quốc nọ, đức vua và hoàng hậu có duy nhất một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Con bé mỗi ngày một lớn mà chẳng chịu học hành gì cả, suốt ngày chỉ mãi chơi thế kia thôi. Ta nghĩ chúng ta phải nghiêm khắc với nó hơn. Dạ phải, bệ hạ nói đúng lắm. Công chúa à, chúng ta trở về thôi. Con còn phải học thêm nhiều điều. Cứ ở đây chơi mãi như vậy không được đâu. Con không muốn học gì cả, con không về đâu. Công chúa, trở lại đây. Thời gian sau, hôm nay trong người ta mệt mỏi, đau nhức quá. Ôi thật đáng buồn. Đức vua phải mau khỏe lại đi ạ. Chứ cả đức vua và hoàng hậu cùng ốm thế này, thật khiến chúng thần đau lòng. Hoàng hậu uống thuốc đi ạ. Chứ người không ăn không uống gì, biết bao giờ mới khỏi được bệnh. Từ sáng đến giờ không thấy công chúa đâu. Người đi tìm công chúa về đây cho ta đi. Ta muốn được ở bên cạnh của công chúa. Dạ vâng thưa hoàng hậu. Phải nhanh đi tìm công chúa mới được. Anh cũng đi tìm công chúa à? Đúng vậy, đức vua muốn công chúa bên cạnh ngài. Ngài ấy ốm quá nên chắc muốn có con gái ở bên. Vâng, hoàng hậu cũng sai tôi đi tìm công chúa đi này. Mà giờ biết tìm ở đâu bây giờ? Vậy cô tìm đằng phía đông, tôi tìm đằng vườn hoa và phía tây nha. Được. Công chúa ơi. Công chúa. Công chúa ơi. Công chúa, người ở đâu? Công chúa. Cái con thỏ con kia chạy biến đi đâu rồi không biết nữa. Công chúa của ta, sao lúc ta cần có con ở bên, con lại đi đâu mất thế này? Mấy tên hầu vô dụng, bảo đi tìm công chúa, bà mãi cũng không thấy đâu. Công chúa. Tên vô tích sự kia, ta bảo người đi tìm công chúa cơ mà. Muôn tâu đức vua, thần đi tìm suốt từ sáng khắp trong lâu đài không thấy công chúa đâu ạ. Chắc là công chúa đã đi ra ngoài chơi rồi. Suốt ngày đi chơi, công chúa càng ngày càng bướng bỉnh khó bảo. Lần này ta phải dạy cho con một bài học mới được. Lập tức ra lệnh đóng hết cửa lâu đài, phạt công chúa đứng ngoài. Kìa đức vua, xin ngài bớt giận. Lập tức làm theo lệnh, không nói nhiều. Thôi chết rồi hoàng hậu ơi. Gì thế, công chúa làm sao rồi? Dạ thưa hoàng hậu, công chúa chưa làm sao hết. Nhưng mà đức vua thì nổi giận lôi đình rồi. Có chuyện gì mau nói cho ta nghe. Dạ thần đi tìm công chúa khắp lâu đài nhưng không thấy công chúa đâu. Nhưng hình như công chúa đã ra ngoài lâu đài chơi rồi. Đức vua thì nổi giận, ra lệnh đóng cửa lâu đài, nhốt công chúa bên ngoài đó hoàng hậu. Trời ơi, công chúa của ta, nó còn bé bỏng như thế mà. Trời thì đang tối rồi. Đau quá. Mẹ ơi, đau quá. Thôi chết, mù mất rồi. Ủa, sao cánh cổng lại đóng kín mít thế này? Mở cửa ra, mở cửa ra đi. Cha ơi, mẹ ơi. Kìa đức vua, chẳng phải người trừng phạt công chúa như vậy là hơi quá hay sao? Hãy tha thứ cho công chúa lần này đi mà. Không được, ta đã răn đe bao nhiêu lần rồi, giờ phải nghiêm khắc mới dạy dỗ công chúa được. Công chúa bé bỏng, nó chưa bao giờ phải ở một mình khi trời tối hết. Chắc con bé sợ hãi lắm. Công chúa của ta. Cha ơi, mẹ ơi.
Xin chào công chúa xinh đẹp. Các người là ai? Công chúa bình tĩnh, chúng tôi là bạn của công chúa đây. Đúng vậy, thấy công chúa một mình khóc than ở đây thật đáng thương, nên chúng tôi đến an ủi cô mà. Ta không cần. Cha ơi, mẹ ơi. Công chúa bé nhỏ ơi, cha cô, mẹ cô quên cô rồi, thế nên họ mới đóng cửa lâu đài để mặc cô ở đây thế này chứ. Không đâu, cha mẹ làm sao quên ta được. Nếu họ không quên cô, sao họ lại để cô ở đây khóc lóc thế này? Hãy nghe chúng tôi, chỉ có chúng tôi nghe thấy công chúa khóc mà đến đây thôi. Thế nên thay bằng cứ đứng đây khóc than, thì công chúa đi cùng chúng tôi đi. Chúng tôi có một bữa tiệc rất là vui. Hả? Có một bữa tiệc hả? Đúng vậy, có một bữa tiệc rất vui. Mọi người ca hát nhảy múa thích lắm. Vậy hay chúng ta ghé qua đó một chút nhỉ? Tí nữa cửa lâu đài mở thì ta về cũng được. Đúng đó, công chúa hãy theo chúng tôi. Đức vua giận quá nên không thể thuyết phục được ngay. Mình phải lén ra ngoài xem công chúa thế nào mới được. Ủa, cửa không khóa ư? Hóa ra đức vua nói là giận phạt công chúa, nhưng người cũng vẫn để cửa hở cho công chúa về. Thế mà công chúa vẫn chưa trở về à? Không biết con bé có sao không đây? Công chúa! Công chúa của mẹ ơi! Công chúa! Công chúa ơi! Công chúa bé bỏng của mẹ! Chẳng lẽ công chúa vào rừng giờ này à? Công chúa ơi! Công chúa ơi! Công chúa ơi, hãy hát một bài đi. Công chúa, hãy múa một bài đi. La 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 la. Hay quá, hay quá à. Công chúa của mẹ, con làm gì trong rừng này thế? Về với mẹ nào. Đừng đi công chúa ơi, hãy ở lại đây chơi với chúng tôi. Nhà vua và hoàng hậu không yêu thương người, suốt ngày họ chỉ la mắng người mà thôi. Đúng vậy, họ đã đóng cửa để chặn công chúa không được trở về đó. Có cha mẹ nào lại ác độc với con mình thế không? Công chúa, cha mẹ yêu con mà. Nào, lại đây với mẹ. Cha mẹ đã đóng cửa lâu đài, không có cho con vào mà. Không phải như vậy đâu, nghe mẹ nói đi, sự thật là... Họ ghét bỏ công chúa, nên mới bỏ rơi công chúa. Đừng trở về, hãy ở đây chơi với chúng tôi đi. Đúng đó, con trở về, họ cũng sẽ mắng nhiếc cô thôi. Ở với chúng tôi, con được vui chơi thỏa thích cả ngày luôn. Con không thể chơi bời cả đời được đâu công chúa à. Về cùng với mẹ nào con. Con là công chúa quý tộc thế mà không có quyền chơi bời thỏa thích sao? Cha mẹ không yêu con, con ở đây không về nữa. Công chúa, công chúa, con đâu rồi? Công chúa giờ là của chúng ta rồi. Công chúa chọn ở lại với chúng ta nên thành ốc sên rồi. Không, trả lại công chúa cho ta đi. Công chúa à, con ơi. Quá muộn rồi hoàng hậu ơi, công chúa sẽ mãi mãi là ốc sên xấu xí kia thôi. Công chúa ơi, sao con không nghe ta nói hết đã? Vua cha có giận con đóng cửa lâu đài, nhưng vẫn để cánh cửa hở lối đi nhỏ cho con trở về mà. Công chúa nhỏ của mẹ, cánh cửa vẫn hở đó, không phải đóng lại đâu. Đức vua đóng để con lo lắng mà biết đường trở về, nhưng không đóng hẳn mà vẫn hé nhỏ để con còn lách qua được. Sao con không hiểu lòng của cha mẹ? Có cha mẹ nào mà không thương con chứ? Đứa con bé bỏng của ta. Dạ thì người sẽ được chơi bài thỏa thích, nhưng không còn là công chúa nữa rồi. Thì có khóc lóc hay hối hận cũng đã muộn rồi. Sên sển sền sên, mày lên công chúa, mày múa tao xem. Tàu mày áo đỏ, áo xanh cho mày.
con của ta. Không cứu được công chúa, nhưng hoàng hậu vẫn luôn dành tình yêu cho đứa con tội nghiệp của mình, dù là công chúa hay mang hình hài là con ốc sên xấu xí.